Chào mừng bạn đến với 5 phút Crypto. Hôm nay mình sẽ review một nền tảng giao dịch và giải trí mới tên là CoinVid. Đây là nền tảng giao dịch đa dạng với nhiều lợi ích khác nhau. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet là có thể giao dịch được. Khi quét QR code này, bạn sẽ được chuyển đến một website trên điện thoại. Bạn chọn của tôi, đăng nhập, đăng ký rồi bấm đăng ký ngay. Bạn điền thông tin tên người dùng, mật khẩu và mã giới thiệu 3QDRRK để được admin hỗ trợ nha. Bạn có thể thay đổi hình đại diện dễ dàng bằng cách chọn của tôi. Bấm vào ảnh đại diện, có cả bộ sưu tập những chú khỉ buồn triệu đô. Nhưng đây chỉ là ảnh thôi chứ không phải NFT nha. Khi cần kiểm tra tài khoản thì bạn cũng vào đây. Có cả chi tiết giao dịch, giao diện tiếng Việt nên rất dễ thao tác. Để truy cập nền tảng và bắt đầu thì bạn cần đăng ký theo link ở phần mô tả, hoặc lên website coinvid.net và tạo tài khoản. Mã giới thiệu là 3QDRRK nha. Nếu bạn sử dụng iOS như mình thì chỉ cần kích vào nút giữa ở cuối màn hình rồi chọn thêm vào màn hình chính. Sau đó bạn có thể đọc tin các chương trình diễn ra ở banner và làm theo hướng dẫn để nhận từ 1 đến 5 đô. Thường thì yêu cầu sẽ là chơi những trò chơi hoặc giao dịch trên CoinVid. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bạn có thể liên hệ chăm sóc khách hàng để mà nhận thưởng nhé. Với CoinVid này thì bạn có thể giao dịch ngay các cặp BTC hoặc là ETH với USDT ở phần thị trường này, hoặc là giao dịch spot các altcoin như là LINK, BCH, LTC, EOS. Ngoài ra thì CoinVid cũng cung cấp dịch vụ future cho anh em nào đam mê long short. Bạn có thể tận dụng đòn bẩy để nâng cao hiệu suất đầu tư, hay sử dụng quyền chọn nhị phân để kiếm lời khi mà dự đoán thị trường lên hay xuống trong một chu kỳ ngắn. Tuy là nền tảng đang có hơi ít cặp giao dịch nhưng mà sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới nha. Để giao dịch với CoinVid các bạn làm như sau. Ở giao diện chính các bạn kích vào phần giao dịch. Thanh trên cùng sẽ có các lựa chọn như là second contract, quyền chọn nhị phân để dự đoán giá lên xuống trong ngắn hạn. Bạn sẽ phải rất nhanh nhạy với thị trường khi muốn giao dịch ở phần này. Tiếp theo là phần hợp đồng để bạn sử dụng đòn bẩy tương tự như là đánh future. CoinVid cung cấp đòn bẩy từ 10x đến 50x. Giao diện cũng dễ nhìn và thao tác mượt. Bạn click vào biểu tượng đồ thị để xem biểu đồ giá như thế nào nhé. Mình hay chọn cặp Bitcoin và USDT và tránh giao dịch vào những ngày có tin lớn như là lãi suất hay là lạm phát, vì giá coin vào những dịp này thường lên xuống thất thường và dễ dính stop loss. Kể cả người mới cũng có thể đóng mở vị thế dễ dàng và kiếm lại lịch sử giao dịch của mình ở mục dưới đây. Và cuối cùng là phần giao ngay dành cho các anh em lựa chọn đầu tư dài hạn. Một số đồng coin mà mình đang nắm giữ đều có trên CoinVid như là BTC, ETH, LINK. Thao tác cũng dễ dàng và đơn giản. Mình DCA đều đặn nhá, chứ không biết đâu là đỉnh, đâu là đáy để mà mua đâu. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta đang gần đáy hơn là gần đỉnh, đúng không anh em? Không chỉ dành cho các nhà đầu tư giao dịch spot hay là future, CoinVid thiết kế rất nhiều trò chơi để cho các bạn giải trí. Ví dụ như là trò nhảy dù. Khi bạn tham gia để máy bay bay càng cao thì bạn càng nhận được nhiều phần thưởng. Nếu máy bay rơi mà bạn chưa kịp nhảy thì bạn sẽ lỗ. Các user tham gia tại thời điểm hiện tại sẽ được hoàn trả 0,5% số vốn mà mình tham gia nhá. Để tham gia nhảy dù, bạn cần vào giao diện chính, chọn trò chơi, chọn nhảy dù. Bạn có thể thấy danh sách những người tham gia cùng ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi như là quét mìn này, thi cầu này. Đúng ý nghĩa là giải trí luôn. CoinVid hiện tại đang có chương trình affiliate để thu hút đại lý. Nếu thu hút được 60 user trong vòng 1 tuần sẽ được thưởng tiền mặt, thăng cấp nhận vàng và du lịch hàng tuần, cũng như là tài trợ quảng cáo để phát triển hệ thống hàng ngày. Bạn có thể liên hệ admin tổng ở phần mô tả để mà đăng ký nhé. Hiện tại đang có hai chương trình hấp dẫn, đó là nâng cấp từ hạng tài khoản để nhận thêm reward và nhận reward thông qua deposit lần đầu mỗi ngày, có thể nhận từ 2 đến 50 đô. Chi tiết đều có trên banner của ứng dụng nhé. Anh em nhớ check thường xuyên để không bỏ lỡ những sự kiện hot. Vừa rồi thì mình đã review nền tảng CoinVid. Có bất kỳ câu hỏi nào hãy comment ở dưới video này nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.